Xin chào các bạn, mình là Quý của chương trình Xe Tải TV. Và ngày hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm nữa của TNT, đó chính là dòng xe tải thùng 6m 7,5 thì dòng xe tải thùng 7,5 này thì của TNT lắp ráp đời 27 ấy. Đây các bạn thấy chassis rất là dày, lốp 1000, chassis lỏng mình hơn, nhìn rất là chắc chắn. Đối với thùng như này các bạn có thể lên thùng, tự lên thùng hoặc là có thể đóng bồn hay là thùng chuyên dụng. Đây, xe rất là đẹp, rất là mới, được nhà máy TNT KCS lại, nên nhìn rất là đẹp. Đó, mọi chi tiết còn rất là mới luôn. Xe thùng 6m7, máy công suất 118 kW, tương đương với khoảng 106. Nội thất nhìn rất là đẹp. Đó, thế các bạn, đời 27 mà vẫn còn rất là đẹp. Đây, bộ phụ tùng nguyên xi nguyên bản.